Thưa quý vị và bà con, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây làm giả giấy khám sức khỏe liên tỉnh. Đường dây này có sự cấu kết của một số đối tượng bên ngoài với nhân viên bệnh viện, chuyên cung cấp giấy chứng nhận đủ sức khỏe học lái ô tô cho những người không đi khám. Tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, Công an huyện Bình Sơn đã phát hiện sai phạm của một số nhân viên ở Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về việc cấp giấy khám sức khỏe khống, chưa ghi tên tuổi người đi khám nhưng vẫn có kết luận đóng dấu. Mặc dù giấy khám sức khỏe không ghi bất kỳ thông tin họ tên, địa chỉ người khám, nhưng vẫn được các y bác sĩ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc ký, kết luận và đóng dấu ở các mục khám về thể lực, khám lâm sàng, cận lâm sàng. Cái này là của anh này, cái này là của anh ấy này. Cái này là của anh hết nè, chỉ có cái này đang thấy ký sửa ra thì anh không rõ lắm. Nhưng mà bớt này thì thường xuyên làm ở đây. Theo quy định, người muốn có giấy khám sức khỏe để cấp đổi bằng lái ô tô, mô tô thì đến bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, quận, huyện, thành phố, bệnh viện đa khoa tư nhân hoặc phòng khám đa khoa có đủ điều kiện. Nhưng nhiều người dân có nhu cầu khám sức khỏe để thi lái xe ô tô các hạng, chỉ cần liên hệ đường dây có giấy khám sức khỏe mà không cần tới phòng khám. Một số trường hợp lái xe mà ban công ty nó yêu cầu là bắt buộc là phải âm tính hết mới cho lái xe anh. Dạ, cho nên trường hợp mà họ tới họ dương tính là ở chỗ đó không họ không cho lái xe. Trước đó, Công an huyện Bình Sơn đã làm rõ đường dây của đối tượng Trang Duy Khâm ở huyện Bình Sơn, chuyên bán các giấy sức khỏe của một số bệnh viện phòng khám. Đối tượng khai nhận có liên kết với một số đối tượng ở Quảng Nam để có được những giấy tờ khám sức khỏe đầy đủ chữ ký còn dấu thật của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc mà không cần ra Quảng Nam. Một ngày mình khám cả trăm bệnh mà đi ngồi kiểm tra hết thì không thể làm được. Thì chăm trước cho Hồng Phúc. Chứ đúng là đây như đây là không ổn rồi này. Chấp nhận là do mình cũng lỏng lẻo trong cái việc là mình chủ quan thì mình tụ cơ hội cho nhiều người họ lùng hết không đúng. Tình trạng sử dụng giấy khám sức khỏe giả để xin việc làm, lái xe đã gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho xã hội. Việc các bệnh viện phòng khám sai phạm tiếp tay cho hành vi trên là rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.